Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mời tất cả các bạn cùng đi tìm hai chiếc xe cẩu múc cát với mình nha. Hai chiếc xe cẩu đó vừa có thể múc cát và vừa có thể chở cát được luôn. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau let's go nào. Wow, các bạn ơi, mình thấy có một chiếc xe gì đây? Oh, đây là một chiếc xe buýt các bạn ơi. Chiếc xe buýt này không phải là chiếc xe mình đang cần đi tìm. Oh, nhưng mà chiếc xe buýt này cũng rất là đẹp luôn nha các bạn. Nè, đó chiếc xe buýt cảnh sát nha, 911 nè. Wow, xe buýt này 2 tầng luôn các bạn ơi. Có tầng ghế ở dưới và có tầng ghế ở trên nữa. Đây, đây là cái cửa để chúng ta leo lên nè. Ở dưới này là cái cửa chúng ta đi leo xuống nè các bạn. Wow, rất đẹp luôn. Xe buýt cảnh sát rất đẹp luôn nha. Wow, rồi bây giờ mình sẽ đợi bạn xe buýt cảnh sát ở đây. Mình sẽ đi tìm hai bạn xe cẩu múc cát kia thôi. Wow, các bạn ơi, mình lại thấy một chiếc xe gì nữa nè các bạn ơi. Wow, một chiếc xe ben rất đẹp luôn nè các bạn. Wow, chiếc xe ben này đẹp quá các bạn ơi. Nè, một chiếc xe ben có rất nhiều bánh xe luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wow, chiếc xe ben này có 8 bánh xe luôn nè các bạn. Ở trong này là cái cabin nè, có vô lăng nè, nhìn đẹp quá các bạn. Wow, đây là phía trước nè. Có chỗ cho tài xế và lơ xe ngồi luôn ha. Wow, cái cabin này nhìn rất đẹp luôn nè. Rồi, xe của chúng ta đây là cái thùng ben nè các bạn. Để mình coi coi thùng ben này. Mình có thể mở được đây nè các bạn. Khi mà chúng ta ben thì chúng ta sẽ mở này ra. Rồi, bây giờ mình coi coi ben đâu. Như bấm nút này nè các bạn ơi. Hay các bạn ơi, xe này ben rất là hay luôn nha. Rồi, nhấn xuống nè. Rồi nhấn đây nè các bạn. Chiếc xe ben rất là hay luôn các bạn ơi. Một chiếc xe ben rất đẹp luôn ha các bạn ha. Wow, đẹp quá. Rồi bây giờ mình để chiếc xe ben ở đây nha. Đây không phải là chiếc xe mình đang cần đi tìm các bạn ơi. Rồi bây giờ chúng ta let's go nào. Wow các bạn ơi, ở đây có hai chiếc xe cẩu múc cát và một chiếc xe chở rác. Hai chiếc xe cẩu múc cát đang chặn đường rồi. Bây giờ bạn xe cẩu múc cát trắng hãy di chuyển ra để cho mình di chuyển đi. Wow, bạn xe cẩu múc cát đã ghé rồi các bạn ơi. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục đi tìm những chiếc xe cẩu múc cát nào. Wow, các bạn ơi. Mình thấy một chiếc xe này xe gì đây? Một chiếc xe chậu bê tông các bạn ơi. Chiếc xe chậu bê tông này không phải là chiếc xe mình đang đi tìm. Wow, nhưng mà xe chậu bê tông này cũng rất đẹp nha các bạn. Có anh lơ xe và anh tài xế nè. Rất đẹp luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ đợi xe chậu bê tông ở đây nha. Mình sẽ tiếp tục đi tìm nào. Wow, các bạn ơi, mình lại thấy một chiếc xe nữa. Đây cũng là một chiếc xe chậu bê tông nữa các bạn ơi. Wow, chiếc xe chậu bê tông này chúng ta có thể mở cửa ra được luôn nè các bạn. Rất đẹp luôn. Rồi, đóng cửa lại nè. Một chiếc xe chậu bê tông, có bồn chậu bê tông rất là to luôn các bạn ơi. Các bạn thấy to không? Wow, đây cái kính xe nha. Rồi, bên này nè, bên này chỗ này là chỗ tài xế ngồi lái nè các bạn. Mình có thể mở cửa được luôn. Wow, vô lăng này các bạn. Rất đẹp luôn ha. Rồi, mình đóng cửa lại. Ok, rồi đó. Đây, đây là cái đồ để mình xây cái bồn chậu bê tông nè các bạn. Cái đồ để mình xây bồn chậu bê tông nha. Rất đẹp luôn. Rồi, xi măng sẽ đổ vào đây nè các bạn. Wow, còn cái chỗ trên này là chúng ta có thể đổ cát đá xi măng vô trong này nha, để cho cái bồn này chúng ta trộn xoay đều lên. Cho nước vô nữa. Sẽ thành một cái hỗn hợp để chúng ta đem đi xây nhà nha. Rồi, mình sẽ ghe xe chậu bê tông ở đây. Đây không phải là xe mình đang đi tìm nha các bạn. Tiếp tục đi tìm những chiếc xe cẩu múc cát nào. Wow, các bạn ơi, mình lại thấy một chiếc xe nữa. Đây, đây là một chiếc xe ben các bạn ơi. Wow, chiếc xe ben này cũng khá là to đó các bạn. Nhưng mà đây không phải là chiếc xe mình đang đi tìm. Thôi, mình sẽ tiếp tục đi tìm các bạn ơi. Wow, có một chiếc xe cẩu múc cát đang ở dưới nước nè các bạn ơi. Wow, chiếc xe cẩu múc cát này cũng rất là to luôn. Nhưng mà cũng không phải là chiếc xe cẩu múc cát mình đang đi tìm các bạn ơi. Chiếc xe cẩu múc cát này đã cũ rồi, không có đẹp. Chiếc xe cẩu múc cát của mình rất là mới luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tìm các bạn ơi. Wow, các bạn ơi, có một chiếc xe gì đây? Đây là một chiếc xe cần cẩu các bạn ơi. Xe mình đang đi tìm là một chiếc xe cẩu múc cát chứ không phải chiếc xe cần cẩu. Chiếc xe cần cẩu này cũng rất là đẹp luôn nha các bạn. Đây chúng ta có cái móc cẩu nè. Có anh tài xế và anh lơ xe luôn nè các bạn. Có vô lăng nữa nè, xe rất là đẹp luôn nha. Wow, xe đẹp quá. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tìm bạn xe cẩu múc cát nào. Wow, các bạn ơi, ở đây lại có một bạn xe. Đây là bạn xe gì đây? Đây là một bạn xe cần cẩu các bạn ơi. Một bạn xe cần cẩu cũng rất là bự luôn nè. Nhưng đây không phải là bạn xe mình đang đi tìm. Rồi, thôi, bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tìm những bạn xe múc cát các bạn ơi. Các bạn ơi, ở đây có bạn xe gì đây? Cái này là bạn xe container nè các bạn. Wow, ngoài xe container. Xe container cũng rất đẹp luôn nè các bạn. Nhưng mà bị mất cái thùng hàng rồi, chỉ còn cái đầu kéo thôi các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ để xe container ở đây. Mình sẽ tiếp tục đi tìm những bạn xe cẩu múc cát các bạn ơi. Let's go nào. Wow, các bạn ơi, ở đây có một bạn xe này xe gì đây? Đây là bạn xe chở xăng nha các bạn. Rồi, bây giờ mình cũng sắp hết xăng rồi. Để xe chở xăng ơi, bạn tiếp nhiên liệu cho mình nha. Rồi, ok. Rồi, mình đã tiếp nhiên liệu vô các bạn ơi. Rồi, mình sẽ tiếp tục đi tìm những bạn xe cẩu múc cát nha các bạn. Let's go nào. In.
ơi, ở đây có một bạn xe này xe gì đây? À, bạn xe Ben các bạn ơi. Bạn xe Ben nhìn cũng rất đẹp các bạn, nhưng mà không phải chiếc xe mình đang đi tìm các bạn ơi. Bây giờ mình phải đi tìm nữa các bạn ơi. Let's go nào. Wow, các bạn ơi, ở trên núi. Ở trên núi kìa các bạn ơi, ở trên núi và đằng kia. Có hai chiếc xe gì kìa. Bây giờ chúng ta sẽ lên xem thế nào. Đúng rồi, đây nè. Đây là chiếc xe chở cát nè, xúc cát nè. Đúng rồi, đây là chiếc xe mình đang đi tìm nè các bạn ơi. Wow. Đây, để mình lấy ra xem nào. Wow, xe đẹp lắm nha các bạn. Nè, chiếc xe này rất là đẹp luôn nè các bạn. Wow, chiếc xe đẹp quá các bạn ơi. Nè, chiếc xe này vừa có thể múc cát và vừa có thể xúc cát luôn. Đây, cái đồ xúc cát của chúng ta nè các bạn. Đó, đẹp không các bạn? Wow, bự quá các bạn ơi. Wow, ở đây có hai bạn nè. Đó, bạn này là bạn tài xế lái xe nè các bạn. Đó, nhìn dễ thương các bạn. Đó, còn đây, đây, cái đồ này để mình đẩy nè các bạn. Đây, xe mình có thể đẩy nè các bạn. Đó, đẩy rất là hay luôn ha. Rồi, chúng ta sẽ ben nè các bạn. Mình dùng cái này nè các bạn. Đó, các bạn thấy không? Rồi, chúng ta dùng cái này nè, ben nè. Đó, ben đất đá xuống nha. Rồi, mình để xe này ở đây đi nha. Rồi, mình lại đây các bạn ơi. Đây, chiếc xe này nè các bạn ơi. Đó, thêm một chiếc xe nè. Đó, đây là xe múc cát nè các bạn ơi. Nè, đó, rất là bự luôn các bạn. Wow, đó, đẹp không các bạn? Rất là đẹp luôn ha. Rồi, mình đem về đây luôn nha. Đây. Hai chiếc xe của mình nè các bạn ơi. Đây là hai chiếc xe mình đi tìm nãy giờ nè. Đó, cái cần cổng cát nè các bạn. Wow, cái cần cổng cát rất là bự luôn các bạn ơi. Nè, đó, các bạn thấy không? Đó, cái cần cổng cát rất là bự luôn nha. Rồi, đây là cái ben cát nè. Đó, cái ben cát chúng ta có thể ben đây nè các bạn. Đó, ben nè, đó, ben cát xuống nha. Rồi, có đây bạn tài xế nè, nhìn cũng rất là dễ thương luôn ha. Đó, xe này rất là đẹp luôn nha. Đó, hai chiếc xe của chúng ta đang đi tìm đây. Đó, đây là hai chiếc xe chúng ta đang đi tìm nha. Rất đẹp luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ thử cho hai chiếc xe này múc cát đất cho các bạn cùng xem nha. Rồi, bây giờ mình sẽ cho những chiếc xe này múc đất nha. Đây, đó, chiếc xe múc đất rất là bự luôn. Wow, đó, múc đất lên. Đó, xe chúng ta có hai chức năng nha. Vừa có thể múc đất, vừa có thể là chở đất được luôn. Đó, wow, đầy đất nè các bạn ơi. Đó, đẹp không? Rồi, bây giờ xe này sẽ cái nhà ống khói các bạn, rất đẹp luôn nè. Đây có cái ống khói nãy giờ mình không có thấy ha. Rồi, bây giờ xe này sẽ đi đổ đất nè các bạn. Đây, đây đi đổ đất nha. Nên. Rồi, đổ đất. Mình sẽ đổ đang bằng cái này nè. Đó, wow. Rồi, xong. Đổ chưa hết các bạn ơi, đổ chưa hết. Rồi, để đổ xuống cho hết luôn. Đó, rồi, ok, tiếp tục di chuyển nào. Rồi, bây giờ xe này có thể là xúc đất nè các bạn. Rồi, xúc đất nha các bạn. Wow, xúc được rất nhiều đất luôn các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ đổ đất lên xe ben. Đó, ok, wow. Đó, chiếc xe xúc đất của chúng ta nha. Rất là hay luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ đi đổ đất nha. Rồi, bây giờ mình sẽ ben nè, ben xuống nè các bạn. Ben xuống nha. Ok, đó, chiếc xe chơi hay không các bạn? Wow, những chiếc xe rất là đẹp luôn nha các bạn. Các bạn ơi, hôm nay chúng ta đã cùng bạn Bully đi tìm được hai bạn xe cẩu múc đất này, nhìn rất đẹp luôn phải không các bạn? Rồi, video của mình ở đây xin tạm dừng. Bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn video tiếp theo nha. Bye bye.